giờ tất cả các bạn và các anh chị. Hôm nay em xin được phép giới thiệu em Honda AB đời 2011. Đây, nó còn rất là đẹp luôn, như mới sơn vậy các anh chị, mới dắt gãn vậy. Và đặc biệt chiếc này là có FV luôn. Đây có FV luôn. Đây còn rất là sạch sẽ luôn. Còn rất là đẹp luôn. Đây, bánh mâm thắng đĩa. Còn rất là đẹp luôn. Không có chạy gì hết luôn. AB nó hai phột nên nó đi nó nhún đã hơn là dòng Vision một phột. Và chiếc này mang biển số là 59E101792. Qua phần cabo còn cũng rất là đẹp luôn. Đây, ốc còn mới. Đây. Và đặc biệt chiếc xe này là được trang bị bình xăng phía trước, khi chúng ta đi đổ xăng không cần xuống xe, rất là tiện luôn. Đây. Đây, phải bấm thắng bên đây nữa. Cái móc điện luôn. Mua về chỉ việc đổ xăng đi thôi. Và đặc biệt rất là tiết kiệm xăng luôn. Đây, cốp xe thì rất là rộng, chúng ta có thể để 3-4 cái nón, rất là phù hợp cho gia đình. Đây. Và xe này là còn ghi từ A tới Z luôn, bao kiểm tra luôn nha chứ các chú anh chị. Và một chiếc xe như thế này thì em xin phép được bán với giá là 21 triệu. Rồi, em xin cảm ơn các chú anh chị đã theo dõi.